Thì thôi, hello anh em nha. Hôm nay theo chung mình đi nhậu một bữa nha. Mày mấy thằng bạn thông báo quá, trưa nắng chang chang này, tôi đi ngủ đi ăn nhậu rồi. Giờ tầm 3-4 giờ chiều với mấy. Tuốt bên Gò Vấp rồi. Bao nhiêu ký đây? Trời sắp mưa rồi. Hãy chạy nhanh qua đó. Đang thèm bia. Nói chứ lâu lâu uống rồi nha. Này đã uống chết mỏi. Bữa nay mấy thằng khứa đi gì cũng nhậu hết chưa. Từ khu vực mình đi qua bên đó tầm khoảng 15 phút.
15 phút á, 15 phút không kẹt xe nha, kẹt xe tối rồi luôn. Anh nhắn tin mình là bên đường Thống Nhất Gò Vấp, mình phải trong hang Thống Nhất. Cây xăng nó trang trí y như cây xăng. Trời, có sắp mưa lớn rồi, gió cũng mưa. Báo cồi cái chân nhậu ban đêm mẹ cho nó mát này, nóng lực này. Đây đường Nguyễn Oanh rồi trái qua Phan Văn Trị, đúng rồi, trái qua Văn Trị. Thank you.
tháng rồi sắp tới số 6 Thống Nhất. Cho anh khứa lên sóng rồi. Trời má quá. Không biết chạy dây cái máy nó thu âm có rõ không biết nữa. Trời ơi nè. Má ơi. Đây hả? Hello. User đang theo dõi kênh Vương Xe Lăng Xe nha. Cho lên sóng hết. Quay được từ về số với tao đã trúng sao. À, báo cô nè, trưa nắng đi kêu đi nhậu nè. Bắn mệt theo nữa. Ác. Rồi bỏ kia ướp đá cho nó. Không sao. Kia thì đang là mình cứu ra là vừa đẹp. Còn có béo không? Thịt gà nha, gà món nha. Rồi tắt cái ăn nhậu cho nó đàng hoàng chứ. Ôi mày nói gì đó đi, thằng vô trong quán. Hello, sang Lan Thang xin chào mọi người. Em đang quay ngoài. Hello mọi người. Đang quay ngoài. Đâu á? Cho mình trước sau luôn mà. Mình là Hiệp Gà. Mình là bạn của sang Lan Thang. Nay là đi nhậu với Đạo. Đây là Đạo. Anh ta là thẩm mỹ viện cái gì ta? Gì? Thẩm mỹ viện cái gì để quảng cáo luôn cho. Học viện Timona. Học viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Timona. Học viện đào tạo quốc tế Timona. Rồi. Xăm môi bông vú gì là qua đây. Anh này là phó tổng đốc vô độc và đạo bẩm là tên ngày xưa của anh ở quê á. Anh em được miễn được bao nhiêu phần trăm ta? Nè. Bao nhiêu phần trăm? Món ăn nè. Đây là cá trình nước. Cá trình nước mà tươi luôn, đang bơi trong cái hồ luôn rồi bắt ra luôn á. À lụm luôn đúng không? À. Rồi quá ngon luôn. Đây. Anh em nào muốn bơm môi hay là học viện gì thì qua anh Đạo nha. Anh Đạo là phó tổng, anh em cứ qua là cứ thế mà giảm giá thôi. Thì đôi khi anh em học 10 triệu thì giảm còn 7 triệu được rồi. Còn 3 triệu mời ảnh đi nhậu. Còn bé nào mà dễ thương á thì qua thì anh miễn phí luôn. À, miễn phí nhưng mà phải tối đó phải đi nhậu với ảnh nha. Anh lo nhậu luôn. Ngáo. YouTube đâu luôn giờ tiếng giờ thấy anh này đó. Ảnh là cứ một lon bia, một lon Stein. Đó. Quay vô. Đó, là anh á. Đây là anh Thắng này, là anh Thắng Caro. Đặc biệt là nói về món Caro thì không phải nói anh rồi. Người ta Caro ta chỉ biết chiên xào, chứ còn anh là làm 18 món. Là chúng ta chỉ biết chiên xào đúng không, còn 16 món á. Muốn biết thêm thì hãy comment vô bình luận. Anh Sang Caro, anh gì? Anh Thắng Caro. Anh sẽ giải thích cho mọi người biết là 16 món còn lại nha. Rồi đây là gái Sang. Gái Sang uống quá kém đi mọi người ơi. Ủa như ai vậy? À, Đạo má vô say. Hai em vô say nha. Có Đạo bấm vô say. Cái ông trai gái say rồi. À, Thắng vào trước nha mọi người. Yeah.
quay ngược lại sao? Hả? Thì nó dùng mày quay ngang vậy, quay dọc vậy. Ý quay 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 mặt sau á. Không mặt sau nữa, phải lóc nữa. Thôi mày nói gì đó đi, thằng vô trong quán. Hello, Ajibato. A vai thế kiều và nhiễu. Giờ anh em đi uống cà phê. Bê hết rồi. Giờ uống cà phê cho nó tỉnh nha. Bê hết rồi. Bây giờ uống cà phê cho nó tỉnh. Còn tỉnh ba ơi. Bây giờ bé rồi uống cà phê cho tỉnh. Mua nước cà phê nó mát mẻ chứ còn ra ngoài nó mưa á. Đây đang ở đâu Hiệp Gà? Lotte Gò Vấp. Ok, Lotte Gò Vấp. Sống là một những cái câu chuyện dài. Nên bây giờ mình vui cho mọi người nói với bạn. Ok. Mới xài vậy đi tới táo vui với mày. Được. Bữa nào mình có một chuyến đi miền Tây nha. Ok. Giờ đi kiếm quán nước nào uống cho nó tỉnh rượu nha anh em. Xài quá xài. Thật sự là Sang là mới lập kênh thôi. Nên Sang muốn chia sẻ những cái điều gì chân thành với mọi bạn, nên các bạn ủng hộ Sang nha. Ok. Trong thời gian tới thì Sang còn nhiều cái nội dung rất là ý nghĩa nên mọi người follow Sang nha. Ok. Có một món gà rượu rất là hay. Hôm nào Sang sẽ quay cho mấy bạn được cái món gà rượu của mình. Ok. Đó. Giờ đi theo hai khứa này đi uống cái gì đây? Mấy này say vô vậy anh em. Đi téo táo đi tùm bảy rồi bay. Đây là Lotte Gò Vấp hay sao? Giờ hai khứa này dẫn đi đâu ra không biết nữa. Ủa giờ đi đâu đi mày? Tao đi tùm lum vậy? Đây bạn ơi. Ok, Highland đúng không? Highland Coffee. Đâu. Giờ hai cứ đi dẫn vô hai lên cà phê nha. Đây. Bạn đẹp có con rồi. Có con rồi. Đúng rồi. Tính được. Ok đây. Rồi hai khứa vô order đây. Order đây. Mày uống gì? Mày đứng order đây, tao quay cho. Mày uống gì? Trà xanh vàng. Hai trà xanh vàng. Kêu lên hai sĩ mà tự nhiên nó quay video không dám kêu luôn mọi người. Tự nhiên kêu nhỏ thanh toán rồi kêu thêm hai cái bánh nữa mà kỳ quá. Đây gà đang order nha anh em. Nhiều view đâu đi, coi chứ. Có view mọi người. Đâu? Cho làm chín này nha. Đây chân thật vô. Nè, vô bạn ngồi đây. Không gánh like nha. Vô bạn ngồi đây. Rồi. Ghế ngồi chớ. Mấy cứ này ăn vô nhậu tao vô đi uống cà phê nha anh em. À mười tắt mà nhậu xem vẫn có khai chứ. Đi đâu coi. 59 ngàn. Đây.